Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của HC Capital. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn anh em cách mua resale trên web của Binsale để mua các dự án trước khi list lên các sàn. Và nếu như anh em nào thấy video mình hay, có thể cho mình xin một like, một subscribe và nhấn vào cái chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ team HC Capital của bọn mình nhé. Và trước khi bắt đầu video thì mình cũng nhắc trước cho anh em, đó chính là đây cũng chỉ là cái phần hướng dẫn cách mua thôi. Mình không phải là lời khuyên đầu tư nào cho anh em, nên anh em cân nhắc lưu ý cái dòng vốn của mình khi mà đầu tư vào các dự án trên web của Binsale nhé. Ok, mình sẽ hướng dẫn anh em cách mua resale trên Binsale trong trang web này. Lần đầu tiên anh em cần phải connect ví vào trang web của Binsale. Anh em bấm vào phần liên kết và mình bấm vào Wallet Connect. Sau đó mình sẽ kết nối ví của mình vào. Sau khi mà đã kết nối ví thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một chút về cái phần mình mua resale của dự án này. Thì Middleverse là một metaverse của các trò chơi NFT Play to Earn được phát triển bởi Furo Game cùng với UT Arena. Giá resale là 0.03 cho mỗi Middleverse. Và với $100 thì anh em có thể mua $3,000 Middleverse, dễ hơn gấp 3 lần so với giá khởi chạy là $0.09. Và sau khi mua cái đồng này thì anh em có thể sử dụng cho cái vật phẩm game sau này, các để anh em có thể mua NFT hoặc là các tướng để mình có thể đi phó bản của cái trò chơi game Middleverse sau khi mà game đã phát hành. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mua cho anh em xem. Cái phần resale này nó sẽ bán hết trong vòng 4 ngày nữa. Và hiện tại đã bán được 48.000 BUSD và tối đa bán là 150.000 BUSD. Thì mình sẽ mua thử là 11 BUSD để mua cho anh em xem. Đây mình đặt tối đa là BUSD và sau đó anh em bấm vào phần này là tiến hành mua. Và sau khi đã mua thành công thì trong vòng 4 ngày nữa sau khi mà kết thúc resale thì token Middleverse này nó sẽ được trả về với ví cho anh em với giá là 0.03 cho mỗi Miniverse. Thì cái đồng token anh em mua sau này có thể sử dụng vào các vật phẩm game của trò chơi Middleverse này. Thì đó chính là cái phần hướng dẫn mua resale trên Binsale của mình. Ngoài dự án Middleverse thì trên này bán rất là nhiều dự án ha anh em. Anh em có thể mua bằng đồng BUSD hoặc là BNB. Lưu ý cho mình, khi mà mình mua resale các dự án trên Binsale, anh em cần phải chuẩn bị cho mình BUSD và BNB để mua resale trên các dự án này. Tùy dự án nó sẽ yêu cầu mình mua bằng BNB hoặc là BUSD. Đấy, và đó cũng là kết thúc cái phần hướng dẫn của mình. Và mình cũng nhắc trước cho anh em, đây cũng chỉ là phần hướng dẫn của mình cách mua resale trên Binsale, không phải là lời khuyên đầu tư vào dự án nào cho anh em luôn nhé. Và nếu như anh em nào có đầu tư thì cũng đầu tư một số vốn mà mình có gọi là chấp nhận có thể mất, không nên all in tất cả các phần vốn của mình vào các dự án nào hết. Thì đó cũng là cái cách đầu tư hiệu quả mà mình hướng dẫn cho anh em. Và cảm ơn anh em đã xem hết video của mình. Nếu như anh em nào thấy video mình hay, có thể cho mình xin một like, một subscribe và nhấn vào cái chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ team của bọn mình nhé.